Thưa quý vị và bà con, từ những kiến thức học được trên mạng thì anh Nguyễn Đình Thi ở thôn 6, xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên đã mạnh dạn đầu tư nuôi ốc bươu đen, ốc nhồi trong ao đất. Và sau hơn một năm triển khai thì mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, ít tốn kém chi phí đầu tư. Anh Thi cho biết ban đầu anh chỉ nuôi thử nghiệm trong bể bạc, sau đó thấy hiệu quả nên đã đầu tư đào hai ao đất, mỗi ao rộng 600m². Anh thả giống ốc bươu đen từ miền Tây Nam Bộ với giá giống là 300 đồng một con. Anh Nguyễn Đình Thi, một trong những người tiên phong nuôi ốc bươu đen theo mô hình này. Năm 2022, anh Thi thử nghiệm nuôi ốc bươu đen với quy mô nhỏ trong ao trải bạc. Sau khi thấy hiệu quả rõ rệt, anh đã đào hai ao đất để nuôi ốc bươu đen với tổng diện tích 2000m². Mỗi ao anh thả 200 con ốc giống. Theo anh Thi, thức ăn chính của ốc bươu đen là các loại rau thủy sinh như bèo, rau muống, rau cải. Ngoài ra anh còn trộn thêm các loại cây cỏ như bạc hà rừng, củ rải dại để ốc ăn. Cái thuận lợi của nó là một là cái nguồn nước là quan trọng nhất. Bây giờ cái nguồn nước ở mình đây là nó phèn, nên là mình phải biết khử phèn và tạo màu nước, rồi nuôi con ốc phát triển nó cân đối bình thường. Để đảm bảo chất lượng nước ao nuôi, anh Thi thường xuyên kiểm tra và xử lý nước. Anh cũng thường xuyên vệ sinh ao nuôi, dọn sạch các cặn bã, rác thải để tránh ô nhiễm. Ốc bươu đen sinh sản rất nhanh. Sau khoảng 4 tháng nuôi, ốc đạt trọng lượng từ 60 đến 70 gram một con là có thể xuất bán. Hiện nay, anh bán ốc bươu đen với giá sỉ 60.000 đồng một ký, giá bán lẻ 70.000 đồng một ký. Nuôi cái con ốc này là cái thuật nuôi là cái quan trọng nhất, là cái nguồn nước. Là mỗi 10 ngày định kỳ là mình phải xử lý nước. Còn cái nguồn thức ăn của nó cho ăn nhiều thì lớn nhanh. Thức ăn của cái ốc bươu đen này là hoa quả, rồi lá sắn, rong rêu các loại. Và mình nuôi con này là chi phí nguồn thức ăn nó không mất, vì là đất rộng, là mình trồng sắn, trồng rau, trồng ấy để tạo cái nguồn thức ăn cho nó. Không tốn chi phí thức ăn, chỉ phải bỏ vốn ban đầu mua ốc giống. Đầu ra lại rất khả quan vì thị trường ưa chuộng. Vì vậy, tại xã Tiên Hoàng và các địa phương lân cận, một số nông dân cũng đang bắt đầu học theo anh Thi nuôi ốc bươu đen. Tôi có một sào dưới ao đang không sử dụng và được anh, đó là anh Thi. Anh nuôi mô hình ốc trước, hiện tại là một tháng anh xuất 3 tạ ốc với giá 60 đến 65 ngàn một ký, là phát triển nuôi ốc nữa. Về cái nguồn ăn, thức ăn dư thừa của mình ấy, mình cho ốc ăn rất là tốt. Như là cây cối, con sâu ăn xin này mình cũng cho nó bồi dưỡng thêm con ốc được. Hiện mỗi tháng anh Thi thu hoạch được từ 2 đến 3 tạ ốc, mang lại thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Anh Thi cho biết, ốc bươu đen là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Do đó, thị trường tiêu thụ loại vật nuôi này rất ổn định. Đối với cái mô hình ốc bươu đen thì vẫn có năng suất hơn mà cái chi phí nó thấp. Rồi là cái nguồn thức ăn thì anh được tận dụng được cái rau cỏ trên cái diện tích mà đất của anh canh tác, cũng như là cái xung quanh bờ ao anh có trồng một số loại cây rau để cho ăn, thì cái chi phí nó rất là thấp mà cái nguồn thu nhập nó ổn định. Bên cạnh nuôi ốc bươu đen, anh Thi còn kết hợp nuôi cá điêu hồng trong ao. Anh chia ao thành hai khu riêng biệt, khu nuôi ốc và khu nuôi cá. Vì kết hợp này giúp tận dụng tối đa diện tích mặt nước, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Mô hình nuôi ốc bươu đen trong ao đất là một hướng đi mới, không chỉ tạo thu nhập ổn định cho gia đình anh Thi, mà còn là hướng đi mới cho các nông hộ trên địa bàn.